Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại nguyện đường Santa Marta. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta nghe nói về giới răn yêu thương. Không chỉ yêu mến người thân cận như chính mình, nhưng còn tiến xa hơn nữa, đó là yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Tình yêu ấy không có biên giới, không có giới hạn. Nếu thiếu đi tình yêu này, giáo hội không thể tiến bước. Nếu vắng bóng tình yêu này, hội thánh sẽ ngừng thở. Nếu vắng bóng tình yêu, hội thánh không thể phát triển. Hội thánh sẽ biến thành một tổ chức trống rỗng với những hành động vô nghĩa. Chính Chúa đã nói với chúng ta rằng chúng ta phải yêu thương nhau và yêu cho đến cùng. Yêu như Chúa đã yêu mến là rửa chân cho nhau. Chúa còn thêm rằng anh em nói thầy là Chúa của anh em. Quả thật là như vậy. Mà thầy là thầy và là Chúa của anh em mà còn làm như thế, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Bởi vì trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Cùng cách phục vụ của người tôi tớ, việc rửa chân không phải là kiểu giả bộ khiêm tốn, nhưng là một sự khiêm tốn chân thật và giản dị. Biết bao vị tự đạo, biết bao vị thánh tiếp tục nối gót theo bước thầy Giêsu chí thánh để phục vụ con người mọi thời, mọi nơi. Nhưng cũng chính trong bữa tiệc ly ấy, Chúa cảnh báo các môn đệ rằng một trong số anh em lại là kẻ phản bội. Chúng ta dừng lại một chút trong thinh lặng để ngước nhìn lên Chúa. Hãy để cho ánh mắt của Chúa đi vào tâm hồn tôi. Hãy cảm nhận biết bao điều. Cảm nhận tình yêu mến. Cảm nhận bất cứ điều gì. Cảm nhận những khó khăn trắc trở. Cảm nhận những gì làm tôi xấu hổ. Hãy để cho ánh mắt của Chúa chạm vào sâu thẳm trái tim tôi. Lạy Chúa, Chúa thấu biết mọi sự. Chúa biết rõ lòng con. Hãy mang lấy tâm tình của Thánh Phêrô bên bờ biển hồ Tiberia khi Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ. Thánh Phêrô nói với Chúa: "Thưa thầy, thầy biết đó, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết là con yêu mến thầy, thầy biết rõ mọi điều trong đáy lòng con." Tình yêu mến ấy là tình yêu cho đến cùng. Lạy Chúa, con chỉ là kẻ tôi tớ, con thuộc về Ngài, chỉ có Ngài là cao cả lớn lao.